Comp 2, Women's Double, Kim Mori and Lee Jun-woo Korea, and Kokona Ishigawa and Mio Konegawa Japan. Umpire Nguyễn Công Hương, serve judge Võ Minh Quân, sân số 2, đôi nữ Kim Mori và Lee Jun-woo Hàn Quốc thi đấu với Kokona Ishigawa và Mio Konegawa Nhật Bản. Trọng tài chính Nguyễn Công Hương, trọng tài giao cầu Võ Minh Quân. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu bán kết hôm nay tại giải cầu lông Hà Nội Sipucha năm 2024. Trận đấu ở nội dung đôi nam. Pakapon Tarasakun đánh cặp cùng với Perachai Sukphun. Tarasakun đã cùng với Nguyen Wong giành quyền vào chơi ở trận chung kết nội dung đôi nam nữ. Và Nguyen Wong cũng vừa giành quyền vào chơi trận chung kết đôi nữ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là Tarasakun có thể cùng với người đồng đội của mình Sukphun giành quyền vào chơi trận chung kết đôi nam hay không. Họ được xếp hạng hạt giống số 1, còn đối thủ của họ được xếp hạng hạt giống số 8. Điểm số đầu tiên cho bộ đôi người Đài Bắc Trung Hoa. Ở trận đấu trên sân số 2, trận đấu đầu tiên thì tay vợt tóc vàng và đang đứng cầu sau là Chiu Sang-chie đã cùng với Lin Xiaomin để thua trước cặp đôi người Indonesia và không thể góp mặt ở trận đấu chung kết nội dung đôi nam nữ. Oh.
bỏ nhỏ rất sát lưới của Xúc Phạt. Trả ra cầu hay của Chu Xiang Chie. Quả phòng cầu quá thiếu chính xác đến từ Terasaku. Lượt bộ đôi bên phía Đài Bắc Trung Hoa đánh cầu ngoài 3 đều. Và bỏ nhỏ tốt 4-3. Số một lần nữa được quân bình 4 đều. Cầu khá sát người và vừa rồi thì Lý Quang Heng đã không thể có pha phòng thủ như ý. Điểm số tiếp tục cho cặp đôi của Thái Lan, họ dẫn trước 5-4. Liên tiếp những pha đè cầu của Lưu Quang Heng. Quả đập tốt của Xúc Phạt 6 đều. Cầu đi trúng người của Lý Quang Heng. Rất lực. Chu Hoàng Seng là người vừa ghi điểm.
Liu Kang-hen đánh cầu ngoài sân. 8-7. Giao cầu lỗi của xúc phạt. 8-8. Và đánh cầu hụt của xúc phạt. 9-8 cho bộ đội của Đài Bắc Trung Hoa. Không qua lưới. 9-9. Hình như là Chiu Sang-che đang đánh con vật Asok 100ZZ thì phải. Con này công rất khỏe. Đó cũng là lý do vì sao mà Chiu Sang-che thường đánh cầu sau và có những quả đập cầu rất nổ và đi rất nhanh. Mười đều. Tình huống giao cầu tốt, nhưng vừa rồi thì Liu Kang-hen đã mắc lỗi giao cầu. Điểm số cho cặp đôi của Thái Lan 11-10. Tỷ số lúc này đang là 12-10 nghiêng về cặp đôi của Thái Lan. Cặp tốt của xúc phạt 13-10. Đổi điểm 11-13.
12-13. Đổi điểm 14-12, quả đập rất mạnh đến từ Terasaku. Lưu Kang Heng đã không thể phòng thủ thành công. Và vồ cầu tốt đến từ Lưu Kang Heng. Đổi điểm 16-14. Và đưa cầu tầm cao bị rút lưới của Lưu Kang Heng. Đó là pha giao cầu ngắn của Terasakun. Đổi điểm 15-16. Cầu sớm không thành công đến từ Lưu Kang Heng. 17-15. Cầu quá dài của Terasaku. Chúng người của Terasakun, tỷ số được quân bình 17-17. Và 18-17 cho cặp đôi người Đài Bắc Trung Hoa. Rất tỉnh táo đến từ Lưu Kang Heng.
19-17. Cầu không qua lưới và 20-17. Game point cho bộ đội người Đài Bắc Trung Hoa. Thủ cầu không qua lưới sau quả vẩy trái tay của Xúc Phun. Trận đấu đầu tiên khép lại với thắng lợi 21-17 cho cặp đôi hạt giống số 8 người Đài Bắc Trung Hoa. Chu Sang Chia và Lý Quang Heng. Và cầu nhanh không thành công của Xúc Phụt. 2-1. Giao cầu ngắn, điểm cho bộ đội của Đài Bắc Trung Hoa. 3-2. Cầu ngoài. 3-3. Oh!
thế công cầu trong tình huống vừa rồi đã thuộc về cặp đôi của Đài Bắc Trung Hoa. Và Chu Trang Chê là người kết thúc pha cầu vừa rồi. Thiếu chính xác đến từ Xúc Phụt. 5-3. Đội hạt giống số 1 ở nội dung đôi nam đang gặp rất nhiều khó khăn trước hai tay vợt đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Trong thi đấu cầu lông thì việc các tay vợt liên tục ra mồ hôi và phải nhoài người cứu cầu khiến cho mặt sân dễ bị ướt. Việc di chuyển của các tay vợt sẽ khó khăn hơn, vì thế mà đội ngũ lao sàn sẽ phải làm việc liên tục. Đôi khi thì các tay vợt cũng chủ động để cho nhân viên lao sàn giúp cho cá nhân có thể có thêm quãng thời gian giảm nhịp độ trận đấu. Thêm một pha lên lưới thành công của Chu Trang Chê. 6-3. Đổi giao cầu. Ngay lập tức thì đã có điểm trở lại cho Chu Trang Chê và Lưu Quang Heng. Chu Trang Chê với lợi thế chiều cao có những tình huống trả giao cầu rất khó chịu. Những quả đè cầu trên mặt lưới của Chu Trang Chê khiến cho Xúc Phun và Terasakun gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu chính xác. 6-7. Ngoài sân của Xúc Phụt. Đổi điểm 8-6. Và lên lưới ghi điểm khá dễ dàng đến từ Terasakun. Chu Trang Chê. Của Chu Trang Chê 9-8.
sáp cầu của Chi Chang Che. Cầu đi trúng người của Terasaku. 18. Cầu ngoài sân của Terasakun, Chu Chang Che và Huy Kang He bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 điểm trước đối thủ. Số được quân bình 11 đều. Phạt cầu hai nhịp không thành công. Quang Hèn đã đưa cầu rúc lưới trong tình huống vừa rồi. 12-11 cho cặp đôi của Thái Lan. Cầu ngoại và bỏ cầu tỉnh táo đến từ Lý Quang Hèn. Không qua lưới sau pha xử lý của Suk Phun. Cầu thủ không thành công. Một lần nữa thì Suk Phun lại để mất điểm đáng tiếc. 14-12. Trả cầu trước đó của Lưu Quang Hèn là hơi non và tạo điều kiện cho Suk Phun để cầu sâu về phía cuối sân. Sau đó thì Terasakun đã vớt cầu không qua lưới. Số đang là 13-14.
quá cao và quá thiếu chính xác. Những pha bỏ cầu cực kỳ tỉnh táo đến từ Liu Kangheng. Là cách biệt 2 điểm, 15-13. Lại là một pha cầu ngoài, 16-13. Pha cầu rất hay của Lý Quang Hèm. Đang là cách biệt 4 điểm tạo ra trong một thời điểm rất nhạy cảm của set đầu. Không có pha phòng thủ thành công đến từ Chibu Sang Chia. Đổi giao cầu 14-17. Khá may mắn, 18-14. Cầu ngoài sân, cầu chỉ ngoài sân một chút thôi sau cú cãi cầu của Chiêu Sang Chia. Cầu lại không qua lưới. Lợi thế tâm lý đang nghiêng về phía cặp đôi của Đài Bắc Trung Hoa. Cầu khá non và phòng thủ không tốt đến từ Lưu Quang Hèn. Thank you.
của Xúc Phan tạo điều kiện cho Lưu Quang Hèn nhảy lên và đập cầu chính xác, match point cho bộ đội người Đài Bắc Trung Hoa. Pha giao cầu lỗi của Lưu Quang Hèn. Xin chào các bạn của Chiu Trang Chia. Qua lưới, rất đáng tiếc cho bộ đôi người Đài Bắc Trung Hoa. 18-20. Và gõ cầu của Chiu Xiang Chê thiếu một chút lực mà thôi. Mà thôi. Cần phải bình tĩnh trở lại khi mà cặp đôi của Đài Bắc Trung Hoa đã mất 3 điểm liên tiếp trong những tình huống vừa qua, đều từ những tình huống đánh cầu không qua lưới. Vẫn còn một cơ hội nữa cho cặp đôi người Đài Bắc Trung Hoa. Tự bắn vào chân, có thể nói rằng cặp đôi của Thái Lan đã tự bắn vào chân trong một điểm số quyết định. Thì vừa rồi Xúc Phan khi bị sức ép tâm lý quá lớn đã tự đánh hỏng, tự giao cầu lỗi và tự dâng tấm vé vào chung kết cho đối thủ. Như vậy là sau khi không thể góp mặt ở trận chung kết đôi nam nữ thì Chiu Xiang Chie đã giành quyền góp mặt ở trận chung kết đôi nam. Và đây cũng là những diễn biến cuối cùng trong ngày thi đấu bán kết hôm nay tại giải cầu lông Sipucha Hà Nội năm 2024 mà Web Thể Thao gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng ekip sản xuất của Web Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, ngày thi đấu chung kết.